Trí tuệ có nghĩa là một cái tâm đủ định tịnh sáng suốt. Sáng suốt định tịnh trong lần đó, là sáng suốt định tịnh trong lần. Để mà có thể phản ánh trung thực sự vận hành của Pháp. Như vậy gọi là tuệ. Mà hệ mình thấy trung thực vận hành của Pháp thì mình thấy vô thường. Chuyện gì vô thường thì mình thấy ngay chứ. Chuyện gì mà nó xảy ra như thế nào cũng thấy. Giống như cái anh chàng kia đó mà tu mà đắc tới là lên tới xã đó, là qua vô thường vô nợ vô ngã là qua hết rồi, danh sắc sinh diệt rồi gì là mấy cái tuệ đó là qua hết rồi. Và đến cái tuệ xã đó là cái tuệ đó là tuệ sắp đắc đạo quả là đúng đó. Nhưng mà toàn là anh tưởng tượng ra cả, anh tưởng tượng nó vẫn tới ngang cái chỗ gần đắc đạo quả luôn đó. Nhưng mà đắc giả cho nên là nó gặp sự thật một cái là tạo hòa nhập ma liền. Có một anh khác ấy, thì đi hành thiền xong rồi tới gặp thầy nói là trước đây mà con chưa đi hành thiền thì con vẫn còn làm ăn được, bây giờ con hành thiền rồi một cái qua học một khóa thiền về ấy, làm ăn không được nữa, tại làm ăn cứ nhớ tới chuyện thiền không à. Mà đến khi thiền ấy, thì cứ ngồi nhớ chuyện làm ăn không. Khi thiền ấy, thì nhớ chuyện làm ăn, mà khi làm ăn ấy, thì lại cứ nhớ chuyện thiền. Như vậy tức là sống không thuần pháp, đi ngược đi xuôi, chạy ngược chạy xuôi chứ không phải là thuần pháp. Thì thầy nói cái giới định tuệ như vậy á, để cho với thêm cái điều này là rất quan trọng. Cái trí tuệ nó khác với cái biết, cho nên nó mới xin là tuệ tri và thức tri. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Nó có thực ra nó có tượng tri, thức tri, tuệ tri, liệu tri, nó có nhiều cái loại tri. Thì ở đây mình lấy hai cái thôi, là thức tri với tuệ tri là nó khác nhau làm sao. Thức tri đó tức là cái biết trên những thông tin mà mình học hỏi được. Ví dụ như bây giờ thầy nói là cái nhà đó, tức là nó có cái mái, rồi nó có cái tường, rồi nó có cái phòng, rồi có cửa, rồi đại khái vậy. Thành nó qua cái thông tin đó thì mình mới biết cái nhà là cái gì. Mà thậm chí đôi lúc biết cái nhà là cái gì rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy cái nhà cả. Sao nữa, ví dụ như bây giờ có người ở đây mà nếu thầy ngồi thầy kệ là Huế là có sông Hương rồi núi Ngừ rồi có cung đình rồi này nọ gì đó, mùa hè thì hoa phượng nở đỏ rồi gì hết, thì nghe ai cũng hiểu hết đó. Bây giờ thậm chí thầy nói lấy giấy vẽ ra thì người ta đều vẽ ra được Huế được, nhưng mà chưa bao giờ thấy Huế. Tôi chưa tới Huế làm sao thấy được. Thì cái đó gọi là thức tri. Thức tri đó nó có tượng tri đóng, tức là mình tưởng tượng vô đó chứ đâu có thật đâu, nhưng mà mình vẫn nói biết Huế. Hồi đó học thầy học tiếng Anh có cái bài viết triển khai, nó nói là các cái học giả đó, uyên thâm đó, họ có thể biết đó là ở tầng Trung Quốc mà vào cái thời mà xưa cổ nhất đó, là có bao nhiêu vị vua nào là tên gì, rồi là làm vua bao lâu, nhưng mà lại không biết cái hẻm sau nhà mình đó, nó như thế nào. Tức là ông có thể là ông biết đủ thứ rồi đến đời lịch sử đồ này kia, nhưng mà cái chuyện đó thực ra ông biết ông cũng không biết gì hết. Ông có biết cái đời vua nào ở Trung Hoa rồi cái thời đại gì đó ông biết như vậy, thì tất cả cái biết đó nó có biết gì đó. Thành ra nó có một cái tắc cười như thế này, cái mà biết hết sức là biết á thì lại là không biết gì cả. Còn trí tuệ thật sự đó, tức là biết rất rõ cũng không biết gì cả, bởi vì có gì đâu mà biết. Có gì, bởi vì trí tuệ thực sự thì chỉ có vậy thôi chứ có gì đâu mà biết. Trí tuệ thực sự thì chỉ thấy sao thấy vậy thôi chứ nó có gì đâu mà biết. Thì nó không biết gì cả, nhưng mà không biết gì cả mà lại là biết rất rõ, cho nên nó nói cái chữ biết không á là cũng đã mệt rồi đó. Cái biết của kiến thức là khác, cái biết dựa trên kiến thức dựa trên tưởng tượng là khác, còn cái biết mà trung thực là khác. Nhưng mà cái biết mà dựa trên thông tin á thì lại biết nhiều hơn là cái biết của trí tuệ. Cho nên á, Lão Tử mới nói là trí giả nhược ngu.
tức là người trí là những người ngu đó, tức là không biết gì hết. Tại vì những cái biết mà theo cái kiến thức á, họ không cần. Một cái cậu bé 7 tuổi mà đắc quả A-la-hán thì cái cậu đó biết bao nhiêu? So với một tiến sĩ thì cậu thua xa. Kiến thức của một tiến sĩ thì cậu thua xa. Nhưng mà cậu là đắc quả A-la-hán. Mà đắc quả A-la-hán tức là cậu có trí tuệ. Như vậy cái trí tuệ này không phải là cái hiểu biết của cái ông tiến sĩ. Nhớ dùng cái chuyện đó. Cái hiểu biết của ông tiến sĩ là khác. Ông tiến sĩ mà ông muốn đắc quả A-la-hán thì ông phải dẹp hết mấy cái biết của ông đi. Thì khi lúc đó mà cái biết của ông mới thật sự trong sáng, phản ánh trung thực tất cả mọi pháp. Cho ông mà đem hết cái kiến thức của ông mà để vô thì là coi như là nó che hết trời, cũng còn thấy gì nữa hết trời. Mình phân tích như vậy để thấy là giới định tuệ là cái gì. Chẳng thôi mình là cứ bị kẹt vô trong ba cái mà nói giới định tuệ, mà thực ra là mình lại làm ngược lại. Còn thời gian bây giờ hỏi. Bảo là tri bất tri thường là trí bất tri thường, bất tri tri bình, phù duy bình bình, thì dị bất bình. Nguyên cái câu đó là như vậy. Tức là cái này là mình khi mà mình hiểu ra thì đúng y như là cái tinh thần mà tứ niệm xứ của Đức Phật. Trí bất tri tức là cái biết của mình á, cái biết mà biết thực tánh á, là nó phải không còn một khái niệm nào cả. Cái biết mà khi mình muốn biết thực tánh á, tức là biết được cái thật đó là gì á, thì chỉ có một cách á là dẹp hết tất cả cái khái niệm, cái kiến thức gì về cái đó của mình đi, thì lúc đó cái đó nó mới là hiện ra đúng. Cho nên á, cái tri bất tri ở đấy á, tức là cái biết mà dẹp hết tất cả cái biết kiến thức đi, thì cái biết đó mới thật sự là biết. Mà biết nó thì không cần biết gì cả, không cần nói đây là cái nhà, không cần nói đây là cái gì cả, bởi vì nó có một cái khác nhau. Dù đây mình nói là đây cái bản, thầy hỏi đây là cái gì, ai cũng nói là cái bản. Nhưng mà khi mà các vị nói là cái bản á, thì hoàn toàn các vị không biết gì về cái này cả. Có ai biết vì cái này là cái gì không? Đâu ai biết cái này là cái gì đó, thì chỉ nói cái bản thôi chứ đâu có biết là cái gì đó. Nhưng bây giờ này, thầy đặt tay lên đây á, thì thầy thấy lạnh, thầy thấy cảm giác lạnh. Ở đây cái bản này nó không có gì cả, chỉ có cảm giác lạnh thôi. Ngoài cảm giác lạnh ra không có gì khác. Bây giờ nếu mà thầy đặt vô hết thì có cảm giác cứng. Chỉ có cảm giác cứng thôi, chứ không có cái bạn là cái gì cả. Đâu có cái gì là cái bạn đó. Thì thực ra nó chỉ có cảm giác cứng thôi. Cái câu mà người ta nói là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu rồi dựng nhà rồi mới sinh ông, là có đúng không? Đúng quá chứ gì nữa. Bởi vì có con rồi thì tự nhiên mình trở thành ông cha. Như vậy là không phải là cha sinh con mà con sinh cha. Phải không? Con nó sinh ra rồi mình bằng cha chứ. Chưa có con lấy gì cha à? Vậy thì cha đó ở đâu đó? Cái chữ cha nó làm gì có? Phải không? Chữ cha đó không có. Thế bây giờ đứa con á, đứa con khi lớn lên á, thì gieo vào nó một cái ý niệm rằng là đây là cha nè, con kêu cha đi. Nó kêu cha, nó kêu cha rồi á, dần dần những ý niệm của nó về về cái người cha đó. Bây giờ giả sử này, nó đi học về, nó tới nó ôm cha nó, nó cha, nhưng mà thật ra nó ôm được cái cha không? Nó có ôm được cái cha không? Cái cha có đâu mà ôm? Nó ôm vô là trong cái tay nó là một cái vật cứng, nó chỉ cảm nhận được thực sự là cứng thôi, hay là mềm hay là nóng hay là lạnh gì đó thôi. Cái con cha là nó không ôm được. Cái cha chỉ là một ảo tưởng, một ý tưởng thôi, chứ cha làm sao ôm được. Hả? Bây giờ cha nó đánh một cái thì nó chỉ có thấy là một cái vật gì đùm vô đây và đau thôi. Chứ con nó là chỉ cái đau là có thật thôi. Nhưng mà nó lại nói là nó có cái bản ngã của nó, bản ngã của đứa con. Và nó nói nó rất là tức, sao mà cha đánh con? Thực ra đâu có cha đánh con đó, chỉ có bàn tay đùm vào cái mặt là thật. Hả? Cái gì có hiểu được cái đó? Chỉ có bàn tay đùm vào là thật, cái đau là thật. Đó, cho nên xúc là có, thò là có, nhưng mà cái tôi là không có.
cái con là không có, cái cha là không có, bởi vì cái cha con nó là chỉ là cái nhãn hiệu mà dán vô thôi. Vậy thì bây giờ tất cả những cái biết mà mình cho là đây là cha, đây là con, phải thế này thế nào đủ, tất cả những cái đó đó, cái biết đó nó hoàn toàn nó không ăn nhầm gì với cái biết thật cả, phải không? Không ăn nhầm gì với cái biết thật cái đấy. Cái biết thật là biết ngay trên cái thật đó, chứ hoàn toàn nó không có không có cái ý niệm cha hay ý niệm nhà hay là ý niệm cái gì hết trong đó. Ví dụ bây giờ mình nói là ý niệm sông Hương, và có thể sông Hương trở thành một bài thơ của một thi sĩ, nhưng mà có bao giờ sông Hương nó mãi mãi là sông Hương đâu. Năm này thì nó lụt, năm kia thì nó cạn nước, nó đủ thứ chuyện. Còn đó là mình nói năm này năm kia cho dễ thấy vậy thôi, chứ còn á, từng giây từng phút á, là dòng sông nó đã thay đổi hết rồi. Có chỗ nào mà sông Hương đó, có ai múc nước được cái sông Hương năm ngoái mà đem về đây mà kỷ niệm làm gì có. Cho nên á, là tất cả đều mình sống trên cái biết, nhưng mà cái biết đó, cái biết mà cái tri đó hoàn toàn là ảo, mình cứ tưởng là thật. Cho nên hễ mà đụng tới là tự ái. Nếu mà có một người mà nó đứng đó này, nó chửi nó chửi quá trời á, mình chưa thấy đụng gì tới mình hết trơn thì không sao hết. Bắt đầu chửi đúng cái tên mình một cái là mình rung động nổi giận lên liền. Thế nãy giờ nó chửi sao mình không giận, thì mình cũng nghe cái nghe là thật, phải không? Đó đúng không? Cái nghe là thật mà tại sao nó không nổi giận? Như vậy trên thực tế cái nghe không hề có nổi giận nghe, nhưng mà cái bạn ngạ, cái bạn ngạ mình là A là B gì đó, cái đó mới là nổi giận với đau khổ. Chứ còn nãy giờ người ta chửi mà mình cứ tưởng chửi ai đó, mình đâu có khổ gì đâu. Có phải quý vị thấy như vậy không? Nó thật cười đó. Cho nên á, trí bất tri thường là vậy, tức là cái biết nhưng mà không phải là cái biết ảo mà giả lung tung đó, nó không có. Khi nào mà không còn cái biết đó thì mới là cái biết tối thượng. Thì đó là cái biết mà trong thiền tuệ gọi là biết thực tánh. Biết thực tánh tức là không nói đây là cái bản, mà chừng nào đùng mà nó lành đó thì mới nói lành, mà còn không thôi, mà chỉ có lành thôi chứ không có cái bản. Cái đầu của mình nó chứa quá nhiều ở trong này, mình nhìn nó đủ tiêu chuẩn hết, cái gì nó cũng có tiêu chuẩn, cái gì nó cũng có kiến thức hết, nó tùm lum. Thành ra làm thế nào mà clear nó, mà nó như tấm gương được thầy. Thực ra đó thì cũng phải là lìa cái lìa này không mình không chủ quan lìa được, cái lặng mình cũng không chủ quan lặng được. Yeah. Bởi vì nếu mà mình chủ quan mình lặng á, giống như những người mà họ thích thiền định á, tức là họ cố gắng để họ xóa nó đi, nhưng mà thật ra là họ đẩy vào trong vô thức, ém vào trong vô thức á, thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Bởi vì nói là vô thức, thực ra trong vô thức nó vẫn làm việc. Người ta đã chứng minh á, là một cái đứa bé nó nghịch, thì cái người mẹ đó lúc mà nó ngủ say lay nó mà không biết á, thì lúc đó mình nói lên độ tai nó là con là rất ngoan, con là rất hiền, con vâng lời, cứ nói ngày nào cũng nói như vậy hết á, thì nó đâu có biết gì đâu. Nhưng mà bởi vì cái độ tai nó vẫn nghe, vẫn thu vô, nó không ý thức thôi, nhưng mà nó vẫn thu vô trong vô thức. Khi thu vô trong á thì nó vẫn làm việc, cho nên á, từ đó về sau là nó dần dần nó trở nên ngoan hiền. Như vậy chứng tỏ rằng là trong vô thức có làm việc, chứ không phải là vô thức không làm việc. Mà thậm chí vô thức làm việc rất quan trọng. Đó cũng là một trong những cái nghĩa của tri bất tri thường. Cho nên cái pháp hành của mình đó là pháp hành thiền tuệ đó, tại sao? Tức là phải quan sát lại mình để phát hiện ra hai cái thế giới đó. Cái thế giới là cái thế giới thực, tức là chân đế, và một cái thế giới tục đế, tức là cái thế giới mà nói cha có mẹ có con có cái có luật lệ có đủ thứ, đó là thế giới tục đế. Tất nhiên thế giới tục đế mình cũng phải theo, nhưng mà khi mình quan sát dần dần chính cái sự quan sát này đó, cho nên thần trọng chú tâm quan sát này là rất quan trọng. Cái sự thần trọng chú tâm quan sát là dần dần mình phát hiện ra được cái nào là thực, cái nào là thực tánh, còn cái nào đó là do cái bản ngã, do cái tư tưởng, do cái ý niệm quan niệm tạo ra. Thì có những cái
trong cái quan niệm, ý niệm, nhưng mà nó vẫn đúng. Đúng ở đây là đúng trên cái mặt mà tục đế. Thì cái mặt tục đế thì vẫn tôn trọng theo mặt tục đế. Cho nên đó, một cái người đạt đạo đó thì họ cũng phải là họ chỉ biết về mặt chân đế, mà họ tục đế họ cũng rất là rành rẽ. Nhưng mà ở đây nói là cái mà thực sự, cái biết thực sự đó thì là không biết gì cả. Bởi vì tất cả cái biết mà mình cho là mình biết thế này, có kinh nghiệm, có rồi này kia đó, cái biết đó nó chỉ là cái biết giới hạn thôi. Mà là trong cái số biết giới hạn đó thì là chiếm, bây giờ mình nói một con số cho nó quân bình đi, là chiếm hết 50% là giả. Thì tại bây giờ thầy cũng có cái thì giờ, chứ có thì giờ thì thầy sẽ phân tích về cái đó. Nó có những cái ý niệm nào thật, cái ý niệm nào giả, ý niệm nào là nửa nửa hay hai gì đó. Đại khái là nó có hết, có trong Phật giáo đều có giải thích cái chuyện đó hết. Đều giờ mình cũng có thì giờ để mình nói cái đó. Nhưng mà thầy nói đại khái thôi, tức là trong cái tục đế đó cũng có phần là thực. Thực đó là dựa trên cái chân đế để mà đặt ra cái tục đế này, thì cái tục đế đó là có cơ sở. Nhưng mà có một số đó mà có thể nói là phần lớn đó, thì là chỉ đặt theo một cái ý niệm, một cái tình cảm, một cái quan niệm gì đó thôi, chứ nó không phải là thực. Nó không dựa trên sự thật, mà nó dựa trên tưởng tượng nó nhiều hơn. Thì cái đó là đánh lừa con người và đưa con người đến cái chỗ mà vô minh, ái dục, phiền não, khổ đau rồi. Là những cái ý niệm sai lầm đó, cái ảo tưởng đó. Còn một số còn lại đó thì vẫn là thực. Ít nhất là thực trên cái quan niệm sống trong cuộc đời, mà nó đem lại cái trật tự, đem lại cái điều thiện, nó vẫn đem lại trật tự, đem lại điều thiện trong cuộc đời này. Thì cái đó là cái tục đế đó là được. Nhưng mà cái thấy tối thượng á, vẫn là phải thấy được thực tánh cái đã. Khi mình thấy được thực tánh rồi á, thì cái đó mình mới thấy cái giá trị tương đối của cái quy định này, cái kiến thức này, hay là cái kinh nghiệm này. Thật ra kinh nghiệm là một cái điều mà rất là khó nói, không biết phân biệt được. Kinh nghiệm là điều tất yếu, bởi vì không thể nào mà không kinh nghiệm qua, không sống thì không thể nào mà không trải nghiệm qua cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà khi mình lấy cái kinh nghiệm đó làm thành một kết luận, rồi mình áp dụng cái kết luận đó cho một cái khác, thì lúc đó kinh nghiệm lại trở thành là trở ngại. Nó mới trở thành trở ngại, chứ không phải là kinh nghiệm từ kinh nghiệm thì là ai mà không kinh nghiệm, phải không? Khi mình ăn mình biết ngon tức là kinh nghiệm rồi, khi mình tắm mình biết lạnh là kinh nghiệm rồi. Nhưng mà bây giờ mình tự nhiên cái mình nói rằng là ăn là ngon, giả sử như mình kết luận đó, ăn ngon rồi là từ đó về sau mình ăn một cái tô phở ngon, từ đó mình nói là ăn phở là ngon, là sai. Bởi vì mai có thể ăn phở dở. Thành ra nếu thực sự là kinh nghiệm thì hôm nay dở thấy dở, mà mai ngon thấy ngon thì được. Nhưng mà mình cứ đem cái kinh nghiệm này đem áp dụng cho cái kinh nghiệm kia, chồng lên kinh nghiệm kia đó, thì lúc đó nó lại trở thành sai. Chứ bản thân kinh nghiệm không phải là sai. Cho nên đó, thế này, tri bất tri thường, bất tri tri bình, phù duy bình bình thì dị bất bình. Thì cái này là đúng y như tứ niệm xứ, tức là lấy cái biết mà không biết đó, tức là không phải là cái biết mà của cái tục đế, mà làm một cái biết hoàn toàn trong sáng đó, để mà thấy, thì cái biết đó mới là tối thượng. Thì bây giờ này, lấy cái biết này mà nhìn vào cái phiền não khổ đau, phiền não khổ đau là bình đó, và chỉ thấy phiền não khổ đau là phiền não khổ đau thôi, tức là thấy nó như thế nào là thấy như vậy thôi, thì tức là không có phiền não khổ đau. Mình sai cái chỗ này nghe, cái chỗ sai nó rõ ràng, nó bắt đầu rõ ràng ra này. Sai ở cái chỗ là khi phiền não khổ đau là mình muốn điều chỉnh cái phiền não khổ đau đó, mà trong khi đó mình chỉ cần thấy phiền não khổ đau như là phiền não khổ đau thôi, thì tức là không có phiền não khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì cái thấy này nó đâu có phiền não khổ đau, phải không? Cái thấy này nó đâu có phiền não khổ đau. Cho nên khi mà mình cố điều chỉnh cái phiền não khổ đau này thì chính cái thấy bắt đầu phiền não khổ đau, phải không? Cái thấy lúc đó nó bị lây cái phiền não khổ đau vô, cho nên từ trước lấy cái phiền não khổ đau này. Thế còn bây giờ phiền não khổ đau
mà mình bật bình tĩnh sáng suốt để thấy rõ đó, thì cái bình tĩnh sáng suốt này nó đâu có khổ, đâu có phiền não khổ đó. À, cho nên là mình thường mình sai là mình cứ đem cái biết đó, đem cái biết của mình đó vào để mà điều chỉnh. Mặc dù là phiền não khổ đau, nhưng mà phiền não khổ đau lại là pháp, lại là cái thực. À, nó lại là cái thực. Nhưng mà cái mà mình lại lấy cái kiến thức, lấy cái quan niệm, lấy cái ý muốn của mình đó để mà điều chỉnh nó đó, cho nên chính cái điều kiện này trở nên khổ đau, tạo nên khổ đau, trong ai được tạo nên khổ đau hết. Nhưng mà nếu như mình vẫn bình thản hoàn toàn thì mình thấy to phiền não khổ đau tất cả mọi chuyện đều không sao cả. Cho nên nói là phù duy bình, bình thì dị bất bình, tức là khi thấy bình là bình thôi thì tức là không có bình. Mà Đức Phật ngài nói như vậy, khi thấy sân là sân, tức là không có sân. Bởi vì khi thấy sân là sân á, thì cái thấy này đâu có sân. Còn khi muốn diệt sân á, cái thấy này nó muốn diệt sân á, thì lúc đó cái thấy nó bắt đầu sân rồi, tức là bị nhiễm cái sân đó rồi. Đã rõ ràng chuyện đó chưa? Nó phải. Khi ví dụ con đi nghe một cái pháp thầy giảng hay là đọc những quyển sách, nếu mà con lấy những cái điều đó vô, con giữ ở đây rồi con đem ra con thực hành, nghĩa là từ cái lý thuyết đến thực hành, thì nó y hệt như bây giờ con đi học của ngoài đời một cái gì đó và con giữ lại rồi con đem ra con thực hành, thì cái tiến trình đó nó tạo kiến thức và nó sanh ra một cái bản ngã đó. Cái đó là cái nhận thức, cái nhận xét của anh là rất hay đó. Bởi vậy cho nên á, thầy mới là không có học pháp, pháp mà đem ra làm thành mấy cái bản thứ đồ này kia đó, thực ra càng làm chừng nào á càng kẹt chừng đó. Không biết thầy đã lấy ví dụ chân cung rít chưa? Bây giờ lấy ví dụ chân cung rít. Có cái nhà khoa học, ông mới muốn biết là cái cung rít nó bò như thế nào, ông mới bắt cung rít, ông lên ông để vô trong một cái phòng thí nghiệm của ông ấy. Rồi ông mới quan sát, rồi ông mới quay phim, ông mới quay chầm, chiếu chầm lại, ông thấy chiếu thật chầm thì ông thấy là cái chân này dở lên, chân kia dở lên gì đó. Ông mới bắt đầu ông đặt ra cái công thức, chân này chân số 1, chân số 2, chân số 3, chân số 4, chân số 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó. Xong rồi ông mới ghi này, chân số 1 đi trước, chân số 1 dở lên trước, rồi đến chân số 2, chân số 2 đến chân số 3, số 4 gì đó. Ông đề một, ông đề rồi, rồi ông lặp đi lặp lại cái thí nghiệm đó thì vẫn đúng y như vậy. Thì cái công thức của ông là hoàn toàn đúng với cái chân cung rít đi. Thế bây giờ cung rít mẹ đó, nó mới dạy cho cung rít con, đem cái công thức đó đem ra dạy cho cung rít con. Mình nói là bây giờ con học thuộc là 100 cái chân của con á, là con phải học thuộc chân nào là chân số 1, chân nào là chân số 2, rồi chân nào cho đến chân 100. Nó học nó muốn chết rồi đó. nó học không cái đó đâu nó muốn chết đó. Xong rồi á, bắt đầu bà mới nói này, chân số 1 dỡ lên, cái thì nó phải tìm coi thì chân số 1 ở đâu cái đó. Học thuộc cái thuộc, nhưng mà thuộc cái thuộc trong đâu đó thôi, chứ còn trên thực tế nó phải tìm cái chân số 1 cái đó đâu mới được. Nó mà chừng đó, bởi vì nó đặt ra chứ đâu phải chân số 1, chân đó là chân thôi chứ số 1 gì. Nhưng mà tại vì mình phải đặt cái chân số 1 số 2 rồi thôi. Cho nên á, nó mới mình dỡ cái chân số 1 lên, nó để đó. Rồi bảo mới nói, bà mới nói dỡ cái chân số 2 lên, cái nó dỡ chân số 2 lên. Dỡ số 3, số 4, nó dỡ lên hết trơn. Nó không bò được. Nó không thể nào bò được hết trơn. Nhưng mà rất đơn giản, hạ nó ra là nó bò. Cũng biết nào bò hạ nó nó cũng bò hết trơn. Thế đâu cần phải số 1, số 2, số 3 nữa. Cho nên á, ví dụ như bây giờ thầy nỗ lực mà nói là để cho các Phật tử là từ thấy ra cái điều đó, từ thấy ra cái điều đó rồi từ mình làm cái điều đó chứ còn quên đi, quên thì thầy nói cái gì quên đấy. Bởi vì nhiều khi thầy nói cũng đâu có xuống sài gì đâu, có lúc vấp váp, có lúc thế này thế kia gì lung tung, không quan trọng chuyện đó, hay là cái dòng thầy dòng Huế dòng Bắc gì cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng á là mình thấy ra cái điều gì mà thầy nói. Vậy thì bây giờ cái ông khoa học này đó, ông nghiên cứu ra và ông thấy được cái chân cung rít đi là hoàn toàn chính xác, coi như ông là giác ngộ về cái trường chân cung rít đi rồi đó. Nhưng mà trường đó là trường của ông. Bây giờ mình muốn mà thấy được
kinh cung trích đi như thế nào thì là phải nói với cung trích đó, quên hết đi, con quên hết đi, bây giờ con cứ đi, xong rồi á, bây giờ con phải thận trọng chú tâm quan sát cái đi của con. Nếu con thận trọng chú tâm quan sát cái đi của con là con sẽ biết cái chân nào dỡ lên, chân nào bỏ xuống là con thấy hết rồi. Lúc đầu chưa thấy rõ, nhưng mà sau mà con quan sát hết rõ ràng, hoàn toàn trầm tĩnh sáng suốt, đừng có chủ quan gì hết trơn á, là con sẽ thấy. Thì cái tu tập cũng vậy. Cái quan trọng là khi người ta nói người giảng pháp không phải là để mình thu thập những thông tin, vì khi mình thu thập thông tin á thì nó trở thành là kiến thức, rồi mình lấy kiến thức đó mình áp dụng. Cho nên nhớ những cái chữ mà phương pháp này, rồi áp dụng này, đó là những cái từ rất nguy hiểm. Không có áp dụng phương pháp là tức là lấy cái công thức chân cung rít để mà dạy cho cung rít đến, đó là áp dụng phương pháp. Tức là khi mình áp dụng như vậy là mình vô tình mình chụp mũ pháp, tức là chụp mũ cái công thức chân cung rít này thì hoàn toàn là đúng với là chân cung rít đi, nhưng mà lấy cái chân cung rít đó mà áp dụng vô để mà đi đó thì lại trở thành áp đặt. Nhưng mà khi nó biết, nó cũng làm cái công việc giống như cái nhà nghiên cứu, mà nó nghiên cứu ngay trên bản thân chính nó, là nó quan sát cái chân nó đi là tự nhiên nó phải biết chân nào đi trước, chân nào đi sau thôi, phải không? Thành ra đó, pháp nó có sẵn, tất cả pháp đều có sẵn rồi, mà tánh biết mình cũng có sẵn nữa. Bây giờ chỉ cần làm sao mà cho cái tánh biết nó trong sáng để nó thấy pháp, là để cho tánh biết thấy pháp thôi, chứ đừng có làm gì hết á. Lúc đầu mà thầy nói như vậy có thể có nhiều người rất là dị ứng, nhưng mà cái chuyện đó nó tất nhiên là phải như vậy thôi. Đến tu cách mấy đi nữa là cuối cùng phải giải hết trơn để cho cái tánh biết nó trong sáng, nó thấy pháp thôi, chứ không còn cách nào khác hết. Vì vậy cho nên á là đừng có áp dụng, mà cứ ngay cái pháp này. Bây giờ pháp này á, hiện nay cái pháp này nó có hai cái: một là thực tánh, tức là chân đế, và hai là cái quy định của con người, có ý niệm khái niệm của con người, cái đó là tục đế. Trên một thực tại này đó, là nó có một mặt là chân đế, một mặt là tục đế. Thực ra trên từ thân của pháp này đó, không có tục đế, nó chỉ có chân đế thôi, cho tuyệt đối là không có tục đế vô. Nhưng mà tục đế là bởi vì có con người cho nên mới đặt cái tục đế nó vào cái chân đế này. Vậy thì bây giờ đó, một cái người đã lỡ có tục đế và chân đế nằm đây rồi, mà đa phần đó, là mình là chỉ thấy tục đế chứ không thấy chân đế. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài biểu mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, phải thần trọng chú tâm quan sát lại để mà thấy rõ ra cả hai mặt, để trả cho cái chân đế lại cho chân đế. Còn tục đế đó, thì tùy theo thế gian mà mình sử dụng thôi, còn nó có nó không có nó cũng không quan trọng. Nhưng mà tại vì có thế gian, có cái quan hệ của thế gian thì phải sử dụng tục đế. Nhưng mà cái người đạt đạo đó, mặc dù sử dụng tục đế, nhưng mà tất cả những cái tục đế đó đối với họ hoàn toàn vô nghĩa. Đối với họ vẫn thấy cái thật thôi chứ không có thấy cái tục đế đâu. Còn tục đế là cái để tạm ứng, để mà thông tin, hoặc là để mà ứng xử gì đó trong cái cuộc đời đó. Nhưng mà trong cái gốc, trong cái thâm tâm của họ đó, thì họ vẫn là sống, họ vẫn biết rằng là mình đang sống với chân đế chứ không hề có tục đế nào cả. Chính vì vậy đó họ mới buông được đó. Cái buông khó là bởi vì mình vẫn còn tin vào tục đế. Bây giờ mình phải quan sát cho đến khi mình thấy rõ chân đế là chân đế rồi. Vì khi kia mình chưa thấy chân đế, mình chỉ thấy tục đế thôi, cho nên mình mới tin vào tục đế. Bây giờ đó, khi mình quan sát và mình bắt đầu buông ra được và bắt đầu thấy được chân đế, thì cái giá trị của tục đế lúc đó nó chỉ là giá trị tạm thời. Và họ vẫn có thể sống trong cuộc đời cho nên phải ứng cái tục đế. Nhưng mà họ vẫn sống, họ vẫn vì họ vẫn biết rất rõ. Bây giờ thầy toàn bộ mấy bữa nay là thầy toàn dùng tục đế để nói cả. Nhưng mà nói cái nói đó là để chỉ chân đế, chứ không phải là để nói tục đế, mà để chỉ cái chân đế. Thì khi mình thấy ra được cái chân đế và mình biết ra cả cái cách tu nữa, thì lúc đó mình bắt đầu là cái tu đó. Bây giờ tu chính là gì? Thiền chính là gì? Thiền chính là để khám phá ra đâu là chân đế, đâu là tục đế.
Và khi mà cái chân đế mà nó đã hiện hiện rồi đó, thì bắt đầu thấy được cái giá trị mà tương đối của cái tục đế. Và người ta vẫn có thể ứng xử trên tục đế, nhưng mà trong thâm tâm họ đó, thân tâm họ đó, thì vẫn hoàn toàn sống trong chân đế. Họ không có mất cái chân đế một giây phút nào hết đó. Cho dù cái người mà không ngộ, không biết gì cả, họ vẫn cứ sống trong chân đế. Họ cũng không mất chân đế được chút nào hết. Có điều là họ không nhận ra đó là chân đế. Vì cái chỗ không nhận ra đó, cho nên không tin. Cũng có lúc họ buông ra, vắng bóng hoàn toàn cái bản ngã, vắng bóng hoàn toàn tham sân si, và họ đang hoàn toàn sống với chân đế, nhưng họ không biết. Chứ không phải là không có, người nào cũng có hết á. Người nào cũng có ít nhất là một lúc nào đó, mà thậm chí là nhiều người là khác chân. Có những cái lúc mình buông ra hoàn toàn đó. Cho nên nói như vậy để các Phật tử hiểu rằng là cái buông ra rất là quan trọng. Nhưng mà buông thì buông, một bên thì buông, một bên thì phải thấy cho rõ, thấy ra, phát hiện ra, khám phá ra được rồi, từ động nó sẽ buông dần. Cái buông đó, buông cho đến khi mà cái tục đế thì vẫn sống trong tục đế, nhưng mà không có gì quan trọng cả. Cho nên khi Đức Phật Ngài đặt giới luật ra đó, bản thân Đức Phật là xem cái chuyện đó là không có gì quan trọng cả. Nhưng mà những cái người đệ tử thì rất quan trọng, xem đó là gì ghê gớm lắm, là rồi là đôi lúc là đề cao quá, nó đi lên rồi từ trói buộc mình đủ thứ cả. Bản thân Đức Phật thì Ngài thấy tất cả những chuyện đó không có gì quan trọng cả. Đặt ra là bởi vì tùy duyên mà đặt ra vậy thôi, thì Ngài không có gì quan trọng. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Dạ thưa thầy, con phải con có một câu cũng hỏi. Lúc con giống như buông bỏ, tức là giống như con đi vô trong phòng là trong sạch hết, không có suy nghĩ gì hết á. Nhưng mà đột nhiên có cái quá khứ nó tới cái đầu của mình, con nên hỏi, con nên theo cái quá khứ, như là theo những một mặt sao quá khứ nó từ đâu tới, hay là mặt nó đâu đặt sao nó tới rồi. Khi một cái gì tới cũng không biết, quá khứ tương lai gì đâu thì tới. Tại vì nó tới là bởi vì nó còn có đủ nhân duyên để nó tới, thì nó vẫn cứ tới. Dù nó mình không bắt nó được. Nếu mà nó đã không tới thì nó đã không tới rồi. Còn như bây giờ nó tới thì nó tới. Nhưng mà cái buông là buông, không phải là buông bỏ cái quá khứ đó đi, mà buông cái nhìn của mình đó, buông về cái thái độ nhìn của mình đó. Chẳng phải là buông cái gì cả. Cái mình lầm là mình tưởng là phải buông cái đó đi. Thực ra không có buông cái gì cả, cứ để nó yên đó. Tại vì nó là nó sinh có diệt của nó, cho nên nó đến thì cứ đến. Mà khi đến thì mình chỉ đơn giản là nhìn nó với cái nhìn buông xả. Có nghĩa là khi mình nhìn thấy nó thôi, chứ không có phản ứng, không đuổi nó đi, mà cũng không giữ nó lại, mà chỉ thấy là nó có phát sinh lên. Và khi mình quan sát thì mình sẽ thấy là nó có diệt đi, thì mình cứ thấy cái sự sinh diệt của nó. Khi nào nó còn đến thì nó cứ đương nhiên nó phải đến thôi. Nhưng mà mình chỉ cần là có một cái nhìn đó, chính là cái nhìn mà gọi là thiền đó, thiền như vậy mới đúng rồi. Thế còn cái thiền mình sai là ở chỗ là mình cố ngồi thiền để mà làm cái này cái kia đó, thì tức là mình đã tạo thái độ rồi. Ở đây mình hoàn toàn lặng lẽ để mà nhìn, để thấy thôi. Chỉ thấy nó sinh nó diệt với một cái thái độ. Cái thái độ đó là buông của cái trung tâm thái độ, buông cái trung tâm mà ở thái độ đó mà phát ra cái phải thế này phải thế đó, buông cái đó. Chứ còn không phải là buông cái quá khứ hay cái tương lai đó nó vào, bởi vì cái quá khứ tương lai vào đó là nó phải có cái duyên gì đó nó mới vào, chứ không có cái duyên gì nhất định nó không có vào. Nhưng mà nó vào càng tốt, bởi vì nó vào thì mình lại càng thấy. Với lại nó là những cái tạm thời mình xem như đó là một bài học hay là cái thử thách để xem cái tâm mà mình có đủ cái tâm thực sự trầm tĩnh sáng suốt để mà nhìn tất cả các pháp hay không. Cho nên ấy, ở Sydney ấy, có một người Phật tử, mà người này là thôi nói chung là kẹt rất nhiều thứ. Thì khi gặp thầy mới đọc một bài kệ. Đọc bài kệ đó là nó: nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặc tình hoa đốm
tâm như miệng nụ cười. Tặng cái bài kệ như vậy. Tức là bây giờ nếu cái hiện tại của mình đây này là một con người có vô minh ái dục và đã từng tạo tác trong vô minh ái dục, cho nên bây giờ những cái mà đến, cái nghiệp đến, rồi cái tượng đến, cái này cái kia đến, tất cả những cái đấy nó đều có nhân duyên của nó cả. Cho nên khi mà mình đã là mình đã đang còn bình, còn vô minh ái dục thì vẫn còn thấy hoa đốm. Thực ra tất cả những cái đó là hoa đốm trên hư không. Tức là cái người mắc bệnh á, mắc bệnh á thì nó sẽ thấy đốm cả. Thực ra nếu mà mình thấy ra được cái đốm đốm nó không có thật, nó chỉ tại mắc bệnh mà nó có thôi, chứ nó không có thật á, thì lúc đó đó cái người nó bắt đầu buông được. Người nó bắt đầu buông được bởi vì thực ra nó chỉ là hoa đốm thôi, chứ có gì đâu mà phải ngồi đó mà giải quyết, mà phải tính toán chứ cho mẹ. Cho nên nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng thì mặc tình hoa đốm. Tức là cứ để hoa đốm nó làm sao đó là tâm như miệng nụ cười. Tức là cái thái độ mà thấy tất cả những cái đó một cách tự nhiên, nó là vậy thôi. Thì chính cái tâm như đó, tại vì nhân cái tên của cái người Phật tử đó là tâm như đó là tâm như, thì cái thái độ đó, cái thái độ buông đó là thái độ của một cái tâm như. Như hôm qua thầy nói đó, đôi lúc sân thấy tâm sân rõ ràng, nhưng mà nó vẫn thấy rất là buồn cười. Mình thấy cái hiện tượng nó xảy ra một cách rất buồn cười. Tức là cho nên nó là cái tâm như là mình thấy như vậy thôi, chứ không có xen vào. Bởi vì nếu mình xen vào mà mình muốn giải quyết nó đó, thì mình lại nội sân lên nữa. Mà nội sân lên đó thì lại muốn dẹp nó để mà được cái gì đó, thì được cái gì là tham. Tức là nó cứ tham sân, nó cứ lật qua lật lại. Thành nó mình chai lắm. Mà mình chỉ thấy nó mà không có cho nó là cái gì hết trơn, hay là không có cho nó đúng hay sai hay kết luận. Không cho, không có nói đúng hay sai. Thậm chí cũng không nói nó là thiện hay ác. Dạ. Nhưng mà mình biết nó là sự ra sao, như là ở đó trạng thái đó, tức là trạng thái là gì? Trạng thái thực, tức là thực tánh. Bây giờ một tâm từ khởi lên thì mình cũng thấy tâm từ như là thực tánh, mà một tâm sân khởi lên thì mình cũng thấy tâm sân như thực tánh. Như vậy là mình thấy thực tánh pháp, chứ không phải là thấy cái tên gọi tâm sân hay tâm tham. Thí dụ như bây giờ mình cần biết là cái gì, nhưng mà mình đưa tay vô thì mình thấy nóng là nóng, mình đưa vô đây là mình thấy cứng là cứng, chứ đâu có nói cái bản, đâu cần gì nói cái bản. Rõ ràng là mình đưa tay vô mà đùng một cái là đau thì mình đau. Thì cái thực đó, cái thực thì có, cho nên đó, mình chỉ thấy thực cái trạng thái của pháp, chứ không cần phải gọi tên, hay là không cần phải kiểm duyệt, không cần phải là nói đúng hay nói sai, không cần gì cả, mình cứ để đây thôi. Cái tâm càng bình thản chừng nào thì càng thấy pháp rõ ràng chừng đó. Như cái tấm gương á, cái tấm gương càng tích càng trong thì pháp hiện ra càng rõ ràng chừng đó. Con có một cái kinh nghiệm như vậy. Một thời gian đó mình quan sát đó, mình thấy cái tư tưởng mà nó đến, nó có thể là quá khứ, có thể là vị lai, nhưng mà ngay cái lúc mà nó hiện, nó luôn luôn hiện trong hiện tại. Thật ra nếu mà mình từ chối nó là tất nhiên là mình phóng đi tương lai. Đúng. Nên mình mong cầu cái gì nó biến đổi cái hiện tại, thành ra nó không còn đúng nữa. Cho nên nó, nếu mà mình biết như vậy thì lúc đó mình sẽ thấy rằng cái sự thật sống trong hiện tại thì tự nhiên cái đó nó sanh và nó tự nhiên cái gì. Thành ra tâm lúc nào nó cũng ở trong hiện tại hết. Đúng, chính xác. Chính xác. Do đó thì cái đó nó giúp mình dễ được một chút. Nếu mà mình không biết, mình cứ mình đuổi nó đi hay mình dẫn nó vô thì mình đều làm hết. Thì đó là cái câu trả lời của Đức Phật, mình nói là Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọt luôn, là vậy đó. Nếu mà mình xử lý, mình muốn xử lý một cái gì đó, tức là mình bị vướng vào cái đó, như vậy là bị dừng lại, bị chìm đắm.
Nhưng mà nếu mà mình là muốn cố gắng để mình đạt được một cái trạng thái khác thì như vậy tức là mình lại bị cuốn trôi. Vì vậy cho nên ấy, cái mà nó đã hiện ra tức là nó là thực tại rồi. Thì thực tại là mình không thấy thực tại là vô minh. Vậy thì bây giờ phải thấy thực tại chứ không phải là đuổi nó đi. Cái thực tại của các pháp đó là nó luôn luôn nó biến đổi. Mà cái tâm của mình á, nếu mà nó vững trong giống như thầy nói á, thì nó không bắt kịp với cái biến đổi đó. Tại vì thường thường cái tâm của cái người bình thường của mình đó là nó như là một, nó cũng giống như là một miếng kiếm màu, mà nhìn cái gì cái nó bị nhuộm màu hết. Thành ra trong khi đó thì thực tại nó đang biến chuyển. Thành ra nó không có bắt kịp nhau, mà nó mâu thuẫn, cho nên nó sanh ra đủ thứ chuyện. Mình nhận diện một pháp không đúng với cái pháp nó được. Thành ra nó có sự khen chê ghét bỏ nó nằm ở trong đó. Thì bây giờ mình làm sao mà mình nhận cái nào nó đúng ngay với cái đó, thì lúc đó thì sanh nó cũng vậy mà tử nó cũng vậy, thì sướng biết bao nhiêu. Nhưng mà tại vì mình chỉ khoái sanh là mình không thích tử, mình thả cái hoa buổi sáng nó đẹp, còn mình không thích cái hoa buổi chiều nó xấu. Thành ra cái khổ đau nó xuất hiện thôi. Bởi vậy cho nên mới là cái thái độ buông xả, trong sáng. Nó tùy lúc, tùy cái lúc mà cái thái độ của mình đối với cái thực tại. Không có phản ứng, cứ thấy sao thấy vậy thôi, chứ không có phản ứng gì cả. Thì khi mà hệ không phản ứng thì là mình khỏe. Mình không phản ứng là mình khỏe rồi. Thưa thầy, vậy mình có phương pháp nào để giữ được cái thái độ không phản ứng hoài không? Nếu mà mình giữ, nếu mà mình giữ cái thái độ không phản ứng thì là cũng được, không cần phải giữ, chỉ cần buông ra là được rồi. Bởi vì buông ra tức là không cần phải giữ gì cả, không được. Giữ hoài là không được. Thế mình giữ hoài tức là mình tham rồi. Tại con người của mình sống xung quanh mình, gặp mỗi người mỗi ngày á, không có ai giống ai. Có được may mắn gặp mấy người thiện khi thức hoài đó, đôi lúc mình gặp cái này gặp cái nọ đủ thứ rồi mình không có giữ được tâm. Phải có cái phương pháp để cái cách nào, tôi có phải là người trí và ra cần phải học trước. Nếu mà mình không học thì làm sao mình đến được? Thì thầy đã nói rồi đấy. Bây giờ thầy muốn uống nước à, thầy đưa tay ra lôi cầm quạt nhìn cái đi nước. Tùy theo cái tay mình có thể ở chỗ nào, thay vì cầm như này chứ cho mệt làm sao được ấm, thì cầm trên này cũng được. Cứ uyển chuyển mọi thứ. Nhưng mà nếu như mình mà trọn vẹn với cái thực tại này thì đâu cần phải giữ cái gì đó. Trong đó ai mà giữ được? Ai lấy cái gì mà giữ? Lấy cái gì mà đòi giữ? Thì bây giờ uống xong rồi thì để lại toàn bộ cái này là nó trôi chạy, có chỗ nào mà giữ được đó. Mọi thứ đều trôi chạy. Nếu như mình tròn vẹn với sự trôi chạy đó thì vô thường sẽ rất rõ ràng. Tại mình chọn lựa, ngay như ví dụ như nói là chọn lựa phải gặp thầy chứ không gặp những cái người khác. Nhưng mà bởi vì cái duyên nó gặp người khác thì mình cứ thấy người khác, và khi nào gặp thầy thì thấy đại khái vậy thôi. Chứ tại vì khi mà mình đã khởi ra một cái tâm tròn lừa rồi, mình khởi cái tâm muốn giữ, cái tâm muốn thế này thế kia là không được. Cho nên á, thực ra chính cái buông là buông ra tất cả những cái ý đồ đó. Buông ra tất cả mọi ý đồ đó thì tất cả các pháp đến đi mình sẽ thấy rất rõ. Bữa nào trước khi thầy đi đó thì thầy sẽ tặng cho hai bài kệ. Có cái bài kệ mà mấy bữa nay thường hay giảng là bài kệ cái thế này: nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Đó, pháp thì nó cứ đến đi rất là vô thường đó. Bây giờ mình cứ lặng lẽ quan sát chiếu soi, mình cứ chú tâm tròn vẹn thì là mình đâu có phân tâm đi đâu được, mà đâu có phân tâm đi đâu đó. Thì như vậy là mình vẫn khi mình phân tâm, chính cái khi mình muốn giữ lại, chính cái khi mình muốn là bỏ đi, chính khi mình muốn đạt được
chính cái lúc đó là mình bị sinh tử rồi đó. Thế còn bây giờ mình cứ làm gì thì mình tròn vẹn với cái đó, cái pháp đó nó đang trôi chạy cho nên mình cứ trôi chạy theo. Cho mình ví dụ mình uống nước rồi mình lại tới gần đây cái mình giữ cái chân nước rồi để đầy hoài sao, muốn uống thì nó phải đưa lên chứ, uống xong rồi thì phải đưa xuống chứ, đâu có kẹt lại chỗ nào nữa. Cuộc sống của mình, toàn bộ cuộc sống của mình đều như vậy hết á. Cái kẹt là tại cái tâm mình kẹt cái thôi, chứ còn thực ra là pháp nó không có kẹt chỗ nào cả. Thế nên nếu mình sống thuần pháp, mình sống thực sự thuần pháp, mà muốn thuần pháp thì thầy đã chỉ rất rõ rồi. Buông là buông, là làm sao mình nắm vững cái chữ buông, nó là quan trọng đó. Như hồi nãy thầy nói là không phải buông cái gì hết á, buông là buông cái thái độ của mình á, buông cái thái độ của mình á. À, buông cái thái bạc ngạ, buông cái ý đồ, buông cái mà muốn giải quyết, muốn thế này thế kia đó, buông tất cả những cái đó ra đó, thì tự nhiên mình rất là khỏe. Khi mình buông ra rồi là tự nhiên pháp nó đến đi lặng lẽ đến đi, rất đơn giản. Thực ra là nó rất đơn giản mà tại mình làm khó dễ nó thôi. Thực ra là mình làm khó dễ mình rồi mình làm khó dễ pháp, chứ thật ra là hoàn toàn đơn giản. Thưa thầy, xin thầy dạy thích cho con hiểu giữa sự buông bỏ và thờ ơ lãnh đạm đó thầy. Dạ. Nó khác dễ bị rơi. Dạ. Thờ ơ lãnh đạm sao được, thần trọng chú tâm quan sát mà làm sao thờ ơ lãnh đạm được. Nhưng mình để pháp nó vận hành, mình cứ nói mọi chuyện cứ để pháp vận hành đi, rồi cái gì tới nó tới. Rồi có nhiều chuyện giống như mình phải cần mình, cái thói quen của mình là hay có xen vào pháp, mình giải thích cái này nói cái kia, rồi nếu mình không làm mình cứ để pháp vận hành thì cái đó có dính vô sự thờ ơ lãnh đạm không thầy? Không, sao thờ ơ lãnh đạm được. Thờ ơ lãnh đạm á thì không thể nào mà mình mà thành trọng chú tâm quan sát, mình không thể nào mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành được. Thế nên không phải là thờ ơ lãnh đạm. Cái là mình để cho pháp vận hành là bởi vì mình biết rằng là pháp nó tất yếu, nó phải vận hành như vậy. Để pháp vận hành là thế này. Bây giờ tới sáng mai thì cái hoa hồng nó mới nở. Nhưng mà bây giờ mình cứ ngồi mình nói nó sao mà chưa nở thì mình cứ chờ cho tới ngày mai, thì suốt từ đây cho tới ngày mai là mình khổ. Còn mình để pháp vận hành đó, tức là tự nhiên là cái hoa hồng sáng mai nó nở thôi. Để pháp vận hành nó như vậy, chẳng phải là mình nói là để pháp vận hành có nghĩa là mình để trôi xuôi, ai nó tới đâu thì tới. Sao hai cái đó nó khác nhau, không thể nào thờ ơ lãnh đạm được. Nhưng mà ý đây là nói là nếu mình buông để cho pháp vận hành á, thì coi như là mình kiểu như là thiếu trách nhiệm rồi, như đó chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái trách nhiệm cao nhất là trách nhiệm thấy ra được chính mình. Thấy ra được chính mình tức là thấy pháp. Còn chính khi mình không chịu thấy ra chính mình á, không chịu thần trọng chú tâm quan sát để mà thấy ra chính mình á, thì cái đó mới là buông trôi, mới là thiếu trách nhiệm. Thế còn khi mình thấy ra chính mình, thấy ra pháp, thì mình sẽ biết là nấu ăn cách nào ngon, mình sẽ biết lau nhà cách nào tốt nhất. Cái sao mà nói là thờ ơ lãnh đạm được. Một cái người mà nấu ăn mà thần trọng chú tâm quan sát thì người đó sẽ nấu ăn rất là ngon. Bây giờ mình nói là trong quan hệ gia đình, hay là trong quan hệ xã hội, trong quan hệ anh em hay là vợ chồng, thường thường là mình cứ vẫn là lấy cái chủ quan của mình để mà giải quyết. Cho mình không có lắng nghe pháp. Lắng nghe pháp tức là mình phải lắng nghe cái tình cảm, cái hành động, cái ý kiến hay là cái gì đó, tất cả mọi cái. Tức là cái đó là của cái lắng nghe pháp. Lắng nghe bản thân mình, lắng nghe người chung quanh, thì thật ra là mình sẽ hiểu ra mọi vấn đề. Cho nên khi đó là mình tự động mình sẽ xử sự nó đúng với cái sự vận hành đó. Chứ không phải là mình nói là mình để buông ra thì rồi ai làm gì thì làm thôi, mình đừng có quan tâm, đừng kể đó, không phải vậy. Mà chính là mình tích cực nhất, bởi vì lúc đó mình phải quan sát, lắng nghe tất cả mọi cái. Vừa quan sát mình, vừa lắng nghe người khác. Bây giờ mình nói quan hệ giữa hai người thôi. Hai người có một mâu thuẫn, chỉ là tại vì người nào cũng muốn giải quyết theo mình. Nếu như hai người thực sự lắng nghe nhau thì mọi vấn đề nó sẽ rất là đơn giản, rất dễ dàng. Và lúc đó là nó lại thuần pháp và là tích cực nhất rồi đó, chẳng còn cách nào tích cực hơn. Phải không?
Giờ tích cực nhất hay còn ngày nào là tích cực nữa? Còn người kia học nghe thì mình cũng đâu có làm gì. Không quan trọng. Thực ra đó, nếu như mình lắng nghe, mình hiểu được thì bản thân mình đó, là mình đã, tức là về phía mình giải quyết rằng là thực ra đó, cái người kia mâu thuẫn với mình đó, là tại vì mình cũng cố chấp, bên kia cũng cố chấp. Còn nếu như bây giờ đó mình hiểu họ, mình bớt đi cái phần mình đi, bớt cái phần mà chủ quan sai lầm của mình đi, thì đã giảm cái đối kháng nó hết một phần nữa đó, hết một phần một bên rồi, hết một bên đó thì bên kia cũng giảm luôn. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, thầy, hai người đi ngoài đường, cái tự nhiên cái đi mà hai người đều lơ đạnh cái đụng nhau cái rầm. Anh làm gì mà anh đi mà vô ý quá vậy? Thì còn anh thì sao? Để mà hai người cãi nhau. Đó là. Nhưng mà nếu như một bên nói là à, xin lỗi tôi gấp quá cho nên tôi đi tôi đụng anh, xin lỗi anh nghe. Thì anh kêu nó không sao. Nó là vậy đó, ở đời nó có kỳ lạ vậy. Nhưng mà từ mình nói là anh đi gì mà ẩu tạ như vậy đó, thì anh kia anh cũng bắn lại rồi coi chừng là đưa đến đánh nhau nữa. Một người biết sự thì cái người kia cũng biết sự luôn. Cho nên trong cái quan hệ sai lầm đó là mình có đóng một phần trống. Hôm trước ở Sydney có một câu hỏi rất là hay, nói là bây giờ con, cụ thể là con của con nó hư, bây giờ con cứ để vậy rồi làm sao được, con phải dạy nó chứ. Thì thầy trả lời như thế này, thầy nói chỉ biết con chỉ hư là con chỉ lộ cái lỗi lên nó thôi, con chỉ hứa là một phần là do chị, một phần là do cái quan hệ của nó với cái xã hội, với bạn bè, với tất cả mọi cái xung quanh. Thành ra cái cái hư của nó đó là vô số yếu tố chứ không phải chỉ bản thân nó hư đó. Cho nên việc đầu tiên là chị phải cảm thông với nó trước, phải lắng nghe nó, phải hiểu thực sự nó do cái nhân duyên gì mà nó bị hư như vậy. Và nếu trong cái nhân duyên đó là do chị, thí dụ như có nhiều người mẹ đó là quá nghiêm khắc đối với con, bắt con phải thế này, bắt con thế này mà nó trở nên hư, nó trở nên bướng bỉnh. Thế còn nếu mà mình dạy mà mình lắng nghe nó, mình hiểu nó, mình chỉ dẫn cho nó đâu đó rõ ràng đó, thì nó đã tốt rồi chứ đâu có hư như vậy. Thành đó, con hư tại mẹ là đúng rồi. Vậy thì bây giờ lẽ ra chị thấy chị hư trước, cho chị đừng có nói là nó hư, mình đổ cái sai của mình lên trên nó luôn, thì như vậy đâu được. Bây giờ cũng khuya rồi, ngày mai con nữa, bà rồi mai mai mốt mai tiếp, còn mấy ngày tiếp nữa được mai tiếp nữa. Trước khi cho con hỏi hai câu hỏi hỏi về phía rồi coi thứ nhất là giống như mình thằng chồng mình lái xe, dạ, nhưng mà mình biết mình đang thằng chồng lái xe, đột nhiên có mộng mơ nó đá vô, okay, mình... cái gì cái mơ nó tới, mình cũng quan sát cái mơ. Nào bây giờ cái câu hỏi là con muốn hỏi đó là mình nên quan sát cái mơ hay là mình nên lái xe? thật ra khi một cái người trong sáng, sở dĩ mà nó có cái vấn đề đặt ra đó, là bởi vì mình bị kẹt vào đối tượng. Thì thực ra cái mà mình thận trọng chú tâm quan sát mục đích để cho mình là gắn liền với cái đang là. Khi mà mình tròn vẹn với cái đang là rồi á, thì mình bắt đầu là nó bớt đi tất cả những cái dần dần tự động cái mà mình tròn vẹn với cái đang là, tự động nó rơi rớt dần dần bớt những cái lung tung đó đi, thì mình sẽ trong sáng. Thật ra mình chỉ cần lái xe một cách trong sáng thôi, mà trong sáng đó thì cái gì cũng được hết, cái gì đến thì đến, cái gì đi cũng chẳng sao hết. Khi có một người chạy ngang qua, lúc đó tự nhiên là mình phải đạp thẳng lại, đừng nói vậy, nó là trong cái trong sáng đó nó sẽ có phản ứng, tức là mình phải trả cái mình lại khi tại vì mình cứ cái gì cũng chủ quan đó, cho nên làm cho cái sự mà phản ứng mà một cách tự nhiên của mình đó, nó mất cái tính chất đó đi, mất cái khả năng đó đi. Thật ra khi mình buông ra mà
thư giãn hoàn toàn, thần kinh rồi đâu đó rất là ổn định, tâm trí rất là thoải mái, thì lúc đó là chuyện gì đến nó phải ứng ra rất nhanh. Còn cái chuyện mà một cái mơ màu nào đến là khi đến với một cái trong cái lúc cái tâm trạng của mình hoàn toàn trong sáng thì đó là chuyện nhỏ, chuyện nó có gì đáng kể cả. Thôi để ngày mai. Thầy rất là rành ở Kim Dung. Trong đó Kim Dung có nói một cái câu là vô chiêu thắng hữu chiêu. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Kim Dung kể. Kim Dung kể.